con luôn khao khát được một lần chiến thắng. Con biết ba mẹ thương con thật nhiều. Và có những món quà hơn cả chợ niềm vui. Thế nhưng chiến thắng không bao giờ là dễ dàng. Con luôn cố gắng không bỏ cuộc, biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, vì con biết chiến thắng chính mình mới là điều quan trọng nhất. Con thấy mình như một nhà vô địch.